Công tác tiếp theo của việc chia mặt bằng đó là bố trí cửa đi. Thẻ Architecture, ô build, câu lệnh draw, lệnh tắt là DR. Các bạn quan sát vào cửa sổ Properties ở bên phải. Chúng ta đang chọn một loại cửa có tên là Single Flush, là cửa cánh lật, rộng thông thủy là 9-15cm. Tôi dê chuột vào vị trí cái phòng thứ nhất như các bạn nhìn thấy này, tương đối thôi, kích chuột để đặt cửa đầu tiên. Tương tự như vậy cho cửa thứ hai. Các bạn muốn đảo chiều của cánh mở cửa thì chỉ việc ấn phím Spacebar, phím cách trên bàn phím, chúng ta sẽ thực hiện được việc đó. Tương tự như vậy, tôi bố trí cửa vào hai khu vệ sinh. Muốn đảo chiều mở cánh, các bạn chỉ việc chọn phím Spacebar là đủ. Và đặt hú họa một cửa tại vị trí ra vào, như các bạn quan sát được trên màn hình. Thêm một cửa ra vào tại vị trí lô ra nữa. Escape để thoát khỏi câu lệnh bố trí cửa. Các bạn hãy chuyển sang khung nhìn 3D. Kích hoạt lại công cụ Section Box, hộp cắt và hãy khéo tay kéo cao độ của hộp cắt sao cho đi ngang qua cao độ cửa. Thường là cốt 1m2. Các bạn quan sát trên màn hình, chúng ta đã bố trí sơ bộ cửa ra vào trong căn hộ này.